cô quý bà con. Hôm nay mình đi quay công đoạn vắt lúa Đài Thơm bà con ơi. Lúa quá trúng luôn. Lúa một công vô đồng trên 1 tấn 2 với bà con. Lúa thì bán 7.100 nha bà con. Và anh em công đoàn này là ở Châu Đốc. Châu Đốc vô Nhật Cảnh Sa ấp Trân Thành Kiên Giang giác nha bà con. Đây là mở lên bà con ơi. Mở và đổ xuống. Lúa Đài Thơm này, cái chú ruộng này là hôm nay là mình đi cân lúa cho chú nha bà con. Và 50 công mà cắt ra được 1065 bao bà con ơi, là một công trên 21 bao á, 21 bao mấy á bà con. Mà lúa thì bao bộ đồng là 60 mấy không, 61 bộ đồng đó bà con. Có bao 65, 59, nhẹ nhất là 59 nha bà con. Nên nó giác đi để mình lên mình quay cân lúa cho bà con xem. 596. Trang hỏi làm gì lấy bao lên Facebook luôn hả? Nói là đội công đoàn của đang cân lúa. Đi dốc hả? Lấy trái đưa đồng lên hả? Cắt cho anh em ơi. 644. Đang lên mạng anh em ơi. Đứng lên. Ồ, tiếng già chắc đứng không được ngoài. Đó, nãy mình quay là lúa đẹp tàng hoàng nha bà con. Lúa cân bao, trọng lượng bao cho bà con thấy đó. Để một số anh em nói là bao như vậy mà được 60 gì. Có khi là 60 mấy đó, bà con cũng thấy đó bà con, 64, 65 đó. Thì mình chia đồng bình quân ra là trên 60 kg đó bà con ơi. Hộ đồng là 61, 62. Nên anh em công đoàn giác thì mở ơn bà con. Người ta không để trên dây bà hóm thì mình giác, còn kia thì tôi giác tôi đổ trên dây. Còn anh em này thì để xuống nha bà con. Để xuống thì nó khỏe hơn là mình giớ tay mình đổ. Lúa thì đẹp lắm mà bà con. Lúa Đông Sơn này lúa đẹp lắm nha. Bà con thấy không? Là lúa Đài Thơm nha bà con. Để không là mình quay như vậy là cho là năng siết thật luôn rồi bà con ơi, chứ không cần cái mình quay đi cắt, tại vì bữa hổm mình quay cắt không được bà con ơi, tại vì cắt ở ngay biên giới đó, nên mình quay không có được. Ngay biên giới thì biên phòng ta cấm không cho quay ở, tại vì bên Cam, mấy người bên Cam á ta không cho bà con ơi, ta sợ là mình ghi hình bên ấy á, nên ta không cho quay. Nên hôm nay cân lúa mình mới quay là năng suất thật luôn à, để mình khỏi cho bà con khỏi nói mình nói dốc nha. Cái chủ ruộng này là mình đi mình làm xịt thuốc, xạ phân và xạ lúa cho chú luôn nha bà con, như là mình làm bò trọn cho chú luôn á, nên mình biết là chú bao nhiêu công. Và hôm nay cắt mình biết luôn à. Lúa đợt này chú trúng lớn nha bà con, trúng lớn và trúng giá luôn. Rồi bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha bà con ơi. Chúc bà con nhiều sức khỏe và mừng lúa trúng mùa nha. Chào bà con.